La-nya. Thì nó bắt đầu bằng chấm đỏ và bắt trước bằng chấm đỏ các bạn ha. Này. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn đến với chương trình Học Organ 2017. Ta ôn lại cái cú pháp của cái cú pháp 7 các bạn. À, cú pháp khăn phó 7 nữa ha. Nó đi từ nó là thấp nè. Đi từ nó là thấp các bạn. Là đa thấp đến là cao ở cái phím chung ha. Là đô si, là phá mi, rê mi, si la sòn la, đô si la sòn la. À, nó sẽ thấp hơn chút, nó khác giống giống cái kia mà là khác các bạn. Nghe lại ha, nghe lại nha. Nghe lần nữa các bạn. Để nghe lại cái phần chậm ha, cái chậm này ha. Nè. La do si la fa mi re mi si la sol la do si la sol la lần nữa các bạn. La do si la fa mi re mi si la sol la do si la sol la. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trên MIDI ha, bên bàn phím. Đúng không? Chúng ta sẽ đánh được cái này các bạn. Ta đánh la do si la 1 3 2 à. Do si rồi fa mi. Ta đến con 4, pha mi ngón 2. Lúc ta đến con 1 qua đây các bạn. Thì ta đến cái này nó mới giữ ngón nè. Ha, si la sòn la. Đố si la sòn la. Ta làm lại ha. La đô si la. La đô si la ha. La đô si la. Pha mi đê mi. Đừng nghe các bạn. La đô si la. Pha mi đê mi. Si la sòn la. Đố si la sòn la. Ta đi đắp đô chậm chút ha. Cái mô chậm nó là khoảng chừng 77 hết nè. Đây nè. Ta làm vô. Thấy không? Làm lại được các bạn. Vô nhịp đầu. Được nữa các bạn ha. Ta đi tốc độ nhanh luôn. Được nữa các bạn. Lấy liên tục luôn ha. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn, cái bài intro sau lá bóng trên bàn phím organ đó thì ta sử dụng đúng intro này ha. Riêng phần out thì sử dụng cái out số 12 trong cái phần sổ kèm theo. Rồi trong bài này đó thì ta sử dụng cái phần số 6, số 7, còn phần mới là số 5B, 6B, tức là 4 phần các bạn. Riêng cái phần điểm á, thì chúng ta có phần organ điểm ở phần cuối câu. Rồi phần điệu, giai điệu với lại điểm guitar thì điểm đầy đủ tất cả các giai điệu ha. Với lại phần phân chuyển ngắn. Đó. Thì cho các bạn biết thêm là có organ điểm ha. Out số 12, out số 12 trong sổ đó. Đó. Rồi sử dụng 4 phần, phần cũ, phần mới, phần cũ là 6, 7. Phần mới là 5B, 6B. Xin cảm ơn các bạn. Tan tan đưa người đâu? Để
Đến với chương trình Học Bọc Căng 2017. Trước khi vô cái bài Sầu Lễ Bóng, chúng ta thấy là cái ao số 14 các bạn. Ao số 4 này dành cho cái bài Sầu Lễ Bóng này ha. Cái ao này tương đối ao mới nè ha. Chúng ta sẽ có tới 15-16 cái ao. Năm trước kia ta cũng có 2-3 cái ao, bây giờ chúng ta có thể gấp lên đến là 5-6 lần các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái bài ha. Chúng ta để track 2 thôi nha, chúng ta phân tắt. Là intro của bài Sầu Lễ Bóng các bạn. Thank you.
nó có cả gần 30 cái phân. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn mới đến với cái chương trình Học Organ 2017 là cái phần luyện ngón vương xa đó các bạn. Từ mi, la, si, re, mi, mí để ta trở lại. Cái này giống như luyện ngón trong cổ điển các bạn. Thì ta thấy là cái tới đây nó có cái nghịch phách. Các bạn phải lưu ý cái nghịch phách này. Nếu chúng ta không lưu ý cái nghịch phách thì chúng ta bị sai các bạn ha. Ta nghe lại nè ha. Ta thấy là anh nói là mì la, mì si, mì đô, mì rê, mì mí rồi đô si la, các bạn làm lại ha. Ta đọc lại theo chậm, ta đọc theo chậm. Làm lại ha. Mì la, mì si, mì đô, mì rê, mì mí rồi đô si la, các bạn. À. Lưu ý nó có cái nghịch phách nha, khi mà vừa một cái phách nghỉ một cái nhịp móc đơn thì ta phải đánh nha, chứ không là sẽ bị sai các bạn ha. Cái này tôi thấy cái này nó hay rồi ha, nó đi rồi bát độ xong cái nó trở lại ngay cái giữa cái nó chủ âm ha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn đến với chương trình Học Hoặc 2017, chúng ta sẽ đánh cái phần mới 4B các bạn. Mì la, mì si, ha. Mì la, mì la, mì si, mì la, mì si, mì đô, mì rê, mì mí, rê, đô, si, là các bạn. Ta sẽ đánh trên đây các bạn. Ta đánh dương quảng ha, các bạn sẽ lưu ý cái này ha. Ngón từ ngón 1 ha. Ha. Ta để cái ngón nè. Mì la, mì si, mì đô, mì rê. Ha, vậy đó. Mì la, vừa nửa phách nha, nghịch phách đầu. Cái chót ta phải đánh thêm một cái nữa các bạn ha. Mì la, mì la, mì si. Mì la, mì si, mì đô, mì rê, mì mí. Lần ha. Mì la ha. Mì la, mì si. La, mì si, mì đô, mì rê, mì mi. Ta đánh trên cái tempo chậm trước ha. 8-60. Rồi ta đánh nhanh. Ha. 70. Cái này cũng dễ các bạn ha. Thấy không? Làm lại nha. À, làm được hai rồi ha. Đấy. Đó ha, bây giờ chúng ta đánh về rồi, chúng ta sẽ đánh nhanh các bạn. Làm lại các bạn. Làm lại. Cảm ơn các bạn. Hôm nay đã hoàn thành phần xong cái phần 4B các bạn. Cảm ơn. Và đến với chương trình Học 2017, sau đây là cú phân của cái phần chuyển thể động hợp âm các bạn. Từ la thứ sang rê thứ và mi bảy và trở về la các bạn. Cái ngón nó đi gần nhưng mà nó là chuyển động kết hợp giai điệu hợp âm các bạn. Ví dụ đầu tiên là la thứ nè các bạn. Là rê thứ, mi bảy và trở về la. Chúng ta làm lại nữa các bạn. Tức là mì la si đố, mì la si đố, rồi pha la si, mì son si mí. Cái này chúng ta thấy đọc đó, đúng ra ta thấy cái này nó có một cái điểm mà chúng ta phải để ý cái này mà. Trong đây á, đáng lẽ người ta đọc dứt khoát chẳng hạn như là mì la si rồi, đố, rề, pha, lá, si, mì son si vân vân. Thì cái này nó có một cái vấn đề là ta phải lưu ý là nó có cái nốt mà nối từ đây qua đây các bạn. Người ta gọi đó là ảo giác về cái giai điệu á. Khi ta đánh nấu mà ta đánh dứt khoát ha. Dứt khoát nè, ta đánh dứt khoát ở đây. Nhưng mà khi ta đánh giai điệu ta phải nhớ là mì la si đố, rề pha la si.
thì nó đánh nói qua, nhiều người không biết ta đánh dứt khoát từng đoạn, từng đoạn ta không hiểu. Trong đây nó có sự giao thoa, tức là gọi là ảo giác về cái giai điệu, giữa giai điệu và cái diễn đạo tiết tấu á. Thật ra ta sẽ bị sai cái này nhiều lắm các bạn. Chúng ta không để ý thì ta sẽ bị sai đấy. Cái đó có những cái vấn đề mà chúng ta phải nhớ được cái giai điệu của nó. Thật ra cái chuyển động người ta gọi là nó gây ra một cái ảo giác về tiết tấu, đó là mình đánh rời ra mình không hiểu được ha. Bây giờ chúng ta đánh chậm lại ha. Ta để đọc lại nè ha, đọc lại. Ha, 55. Mi la si do, fa la si mi sol si mi re do si la, ta lại lần nữa. Rồi, ta đọc một phát nè. Mi la si do, re fa la si mi sol si mi re do si la. Đó là ở đây chúng ta biết thêm một cái hiện tượng, đó là ảo giác về giai điệu đó. Lẫn lộn ảo giác giai điệu và cái tiết tấu này đó, chúng ta đánh không được. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trên bàn phím. Xin cảm ơn các bạn. Chào các mừng các bạn đến với chương trình Hoạt Ngang 2017. Chúng ta sẽ đánh cái kết hợp phân giai điệu 17 nốt mà kết hợp có phần học âm các bạn. Mi la si do re fa la si mi son si mi re. Các bạn ta làm lại ha. Đánh ba học âm lúc các bạn, nó cũng không có khó vậy ha. Cái ngón thì nó dễ rồi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 3 2 5 3 2 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 4 3 2 1 5 rồi ta làm lại. Dưới cái máy quay thôi. Mi la si do. Ta sẽ làm lại cái tốc độ chậm trước các bạn ha. Ta chậm nè. Nửa bắt đầu đánh. Làm lại nha. Lần nữa các bạn. Được rồi các bạn, làm lại nha. Bắt đầu ta đánh nhanh các bạn ha. 32. Được các bạn ha. Ta để cái bàn bàn cũng cao như thế vậy. Làm lại. Được chưa các bạn ha. Nếu một con không đánh con 5 nè. Lúc chó mới đánh con nằm. Cái lúc đầu á, chúng ta đánh nè. Đấy cái này dưới cái máy quay nè. Này kết hợp trong cái bài này có kết con nằm, các bạn lưu ý cái này nha. Rồi lại nè. Nè. Rồi cảm ơn các bạn. Tôi giới thiệu cái bài Mưa Rừng á. Intro này tôi sử dụng của Lệ Quyên các bạn, tức là intro flamenco. Còn về phần ao á thì sử dụng ao số 12, rất là hay các bạn. Còn nói về cái điệp khúc, phần điệp khúc thì sử dụng móc đôi tới đánh nhanh các bạn. Đây là cái bài đầu tiên, đây là cái bài Mưa Rừng này. Đầu tiên là chúng tôi sử dụng cái hiệu ứng thanh, tức là các kết nối máy tính, kết nối micro vào trong cái đờn ha, và sử dụng echo của nó qua bộ lọc rồi âm thanh nó sẽ nổi hơn ha. Còn cái phần giai điệu nhanh đó các bạn thì sử dụng là phân số 9, số 6, số 10. Phân này rất là hay, phân là khó các bạn. Đây là chúng tôi sẽ giới thiệu một cái phần biểu diễn trên bàn phím thôi, còn MIDI sẽ có bạn hướng dẫn riêng. Đây, xin cảm ơn các bạn. Sầu vì lòng người riêng kiếm không lo.
dần ơi đưa dần, thèm đau ơi ơi mong người thương, mỗi khi trời về mùa màng bóng chiều càng dần tàn, sao thương nhớ nào vui. Mỗi khi mưa đừng về mùa màng bóng chiều càng dần tàn, sao thương nhớ nào vui. Chào các bạn đến với chương trình Học Hòa Cang 2017. Trên đây chúng ta phân tích cái mini bài Mưa Rừng các bạn ha. Chúng ta thấy cái phần giai điệu móc đơn các bạn, cho nó tiện gọi ra. Đây là phần văn nhanh nên là các bạn đủ. Trên học 2017 ta thấy cái bài này là bài phan số 10B các bạn, ta sẽ đánh từ nước mây cho đến nước la ha. Đây lại luôn các bạn. Ta sẽ đánh chậm để tôi coi cái phần tắt cho nó các bạn, phần này đọc hơi khó đó nha, bọc nó nốt này nó rất là khó. Ha. Fa son son la la si si do do re mi fa fa son la. Tại vì tới đọc son với la chứ đọc son tăng nó không kịp hai chữ các bạn thấy không? Đọc mi với fa không các bạn, không đọc son tăng cũng được. Mi fa fa son son la la si do re re mi mi fa fa son la. À, bây giờ chúng ta sẽ coi trên cái tuy vậy nhưng mà chúng ta có cái bí quyết người ta đánh cái này các bạn ha. Ta sẽ coi trên bàn phím. Cảm ơn các bạn. Cái câu 10B trên bàn phím ta đánh nha bạn. Không đánh nốt này ta đánh là mi fa à. Son la si do re mi. Ta không có đánh nốt son này các bạn ha, ta đánh vậy. Ha. Ha. Re re mi fa 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 son la ha. Ha. Mi fa fa đọc mi fa fa son la.
À, ta đánh vậy các bạn, ta tập đánh kia mà. Ta phải quen các bạn, ta đi đánh mà trên những cái phím này đó, ta không có chạy liền ngón được, không thể nào đánh vậy. Không được, nó sẽ bị rớt liền các bạn. Đây là cái kỹ dùng kỹ thuật của piano các bạn ha. Lúc đây thì ta đánh ngón 5, có thể ta đánh ngón 5, ngón 4 gì cũng được. Nhưng mà qua khu vực này ta đánh gì cũng được các bạn. Tới đây rồi nó liền ngón. Hay là chỗ này đó, à, vậy nè. Ha, đây ngón út là ta làm lại ha. Ta đánh từ 60 ha, làm lại nè ha. Làm lại. Làm lại như các bạn ha. Khó cái chỗ là ta vừa phải đánh vừa đúng ngón và đúng nhịp. Là đúng ngón bằng nhịp mà ta phải bỏ qua cái phần ảo giác cái giai điệu nữa mà. Là ta đánh khó. Phải tập nhiều các bạn, vừa đến nốt đúng cái nốt mà dây đúng cái nhịp. Thế là ta làm lại. Bị chập một nốt các bạn. Làm lại. Đó vô nó đỏ, bây giờ ta sẽ đánh nó nhanh các bạn. Ta đến trống các bạn. À, đây coi cái này ta bật. Ta bỏ nè. Nó có cái tiếng nó khó nghe các bạn. Cái phần chạy các bạn ha. Cái chạy. Bắt đầu nhịp đầu. Ta làm lại các bạn ha. Làm lại. À, các bạn nhớ là trong cái này á, nó khó cái chỗ là tay hợp âm nữa. Ta phải trả hợp âm về. Thấy không? Ta để khi ta đánh mi và khi ta đánh được đúng ta phải trả hợp âm về, nó khó các bạn ha. Ta phải về liền nó bị trợt ha, làm lại. Ta phải trả về liền các bạn. Nếu không thì nó sẽ bên đây nó hay, bên này nghịch âm. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn đến với chương trình Học Bậc Cao 017. Ta sẽ đến có cái phiêu là cái phiêu cuốn của dĩ hai các bạn, khoa 11B. Đây, các bạn nghe này. Bắt đầu từ rê và chấm dứt bằng la các bạn. À, ta sẽ nghe lại chậm ha, rồi ta đọc. Rồi ta đọc lại. Rê đô, si đô rê. Tôi đọc không kịp các bạn. Rê đô si đô rê, fa mi rê đô si đô rê mi la la nữa các bạn. Rê đô si đô rê mi. Tôi đọc chậm quá bây giờ các bạn. Tôi đọc nhầm nè. Khó đọc. Rê đô si đô ha, rê đô si đô mi rê đô rê fa mi rê đô si đô rê mi la. Cái này cũng vậy các bạn lưu ý là nó cái ngón đó, nó đọc khó lắm. Rê đô si đô ha, rê đô si đô mi rê đô mi rê đô rê fa mi rê đô si đô rê mi la. Tôi sẽ nghe cái bằng phím thôi mà ha. Chào các bạn đến với cái kỹ thuật học 2017 các bạn. Cái bài này thì chúng ta để cái ngón nó chuẩn như vậy các bạn. À, rê đô si đô à, rê đô si đô mi rê đô rê ha. Đọc lại. Rê đô si đô mi rê đô rê ha. Rê đô si đô mi rê đô rê fa mi rê đô si đô rê mi la hay các bạn ha. Để năm ngón liền luôn ha. Ta để là cái ngón như vậy nó lệch ha. Nè. Rê đô si đô ha. Rê đô si đô. Rê đô si đô mi rê đô rê fa mi rê đô si đô rê mi la các bạn ha. Rê đô si đô ha. Lần nữa. Rê đô si đô, rê đô si đô mi rê đô rê fa mi rê đô si đô rê mi la. Ta làm chậm các bạn. Xong rồi. Đánh chậm. Chỗ. Lần nữa các bạn ha.
các bạn. Đúng chấm đỏ là đúng ha. Vô. Thế như các bạn đánh sai bài này là có thể ta bị ảo giác giai điệu, tức là ta đọc cái nốt nó theo cái chuẩn nhịp thì đọc không nó bị sai giữa cái tiết tấu và cái điệu các bạn ha. Đã phải đánh rồi làm lại. Lên.